Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin gặp nhau cuối ngày ngày hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 9. Còn bây giờ thì hãy cùng cập nhật những tin tức nổi bật và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Một chủ đề mà đã được đưa ra bàn tán rất kịch liệt trong những ngày vừa qua xung quanh vấn đề là các bạn học sinh, sinh viên lấy tiền đâu ra để có thể uống được những ly trà sữa có giá 50, 60 và thậm chí là 70 nghìn mỗi ngày. Và chủ đề này thì đã nhanh chóng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Trà sữa có lẽ đã trở thành một thức uống quá đỗi quen thuộc với giới trẻ. Các hãng trà sữa cũng vì thế mà mọc lên như nấm. Và càng kích thích hơn sự tò mò của các bạn trẻ đến với niềm đam mê trà sữa thì sẽ rất muốn được thử những loại trà sữa mới nhất được đưa về Việt Nam. Và câu hỏi mà nhiều người đặt ra ở đây là tại sao một ly trà sữa với mức giá không hề rẻ như vậy thì họ lấy tiền đâu ra để uống trà sữa mỗi ngày? Và thậm chí là các bạn học sinh, sinh viên chưa đi làm thì họ lấy đâu tiền ra để uống những ly trà sữa có giá lên tới 50, 60 và thậm chí là 70 nghìn đồng? Và thậm chí là có người còn cảm thấy là nó không hề phù hợp với một quốc gia còn nghèo như Việt Nam. Sau khi được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội thì câu chuyện này đã được nhận được sự quan tâm của đa số các bạn trẻ và sự chia sẻ từ cộng đồng mạng. Có rất nhiều những quan điểm khác nhau được đưa ra xoay quanh vấn đề này. Nhiều người thậm chí đã đi làm và làm ra tiền, họ cũng cho rằng họ không dám bỏ ra số tiền như vậy mỗi ngày để chi trả cho việc uống trà sữa. Còn nhiều người cho rằng giới trẻ đang đua đòi nhau để tỏ ra mình là người sành điệu và thậm chí là những người chưa kiếm ra tiền hàng ngày vẫn phải xin tiền bố mẹ để chi trả cho những sở thích đó. Và đó là những ý kiến không đồng tình hoặc thậm chí là phản bác và đưa ra rất nhiều lý lẽ một cách thuyết phục. Và tuy nhiên thì cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng đó là sở thích và miễn là họ đủ khả năng chi trả cho sở thích đó của bản thân mà không hề làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Và thật ra thì dù là ý kiến nào thì cũng hợp lý, với cá nhân mình thì cảm thấy rằng ai cũng có những sở thích và những niềm đam mê, và đặc biệt là những niềm đam mê với đồ ăn, thức uống thì là những thứ mà rất là khó để cưỡng lại. Và đặc biệt là với những người trẻ, họ luôn thích khám phá những thứ mới. Còn tiền thì được tạo ra trên đời cũng là để lưu thông và phục vụ cho nhu cầu của con người, miễn sao nó không vượt quá giới hạn của bản thân và không quá lạm dụng. Lâu lâu yêu chiều bản thân một chút thì cũng không hề có vấn đề gì. Và có lẽ là trà sữa thì không đắt đến như vậy đâu, vì các bạn sinh viên, các bạn ấy cũng rất là hay tìm tòi về những chương trình khuyến mại giảm giá. Và nếu như các bạn chưa biết đến Jamza thì có lẽ là các bạn hãy thử tải về ngay đi nhé. Ad Channel bọn mình thì cũng là những tín đồ trà sữa. Jamza chính là app mà bọn mình sử dụng mỗi ngày để có những ly trà sữa tiết kiệm hơn, với những mức giảm giá lên tới 30 và thậm chí là 50% nữa đấy. Còn các bạn thì sao? Các bạn có phải là những tín đồ trà sữa hay không? Và ý kiến của các bạn về chủ đề này là gì thì các bạn hãy cùng chia sẻ với Ad Channel ở phần comment bên dưới nhé. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam là một trong những đấu trường nhan sắc nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Và sau một hành trình với nhiều úp mở với những thí sinh tiềm năng thì đến ngày hôm qua 31 tháng 8 đã là ngày cuối cùng đăng ký dự thi với những cái tên không thể bỏ qua, đó chính là Hoàng Thùy và Mâu Thủy. Mới đây, hình ảnh và thông tin của Hoàng Thùy được đăng tải trên fanpage chính thức của chương trình Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam. Như vậy là trong ngày cuối cùng nhận đơn đăng ký dự thi thì Hoàng Thùy đã kịp ghi danh của mình vào cuộc thi này. Với nét đẹp chuẩn châu Âu cùng thân hình nóng bỏng của huấn luyện viên The Face hứa hẹn sẽ mang đến một màu sắc rất riêng cho đấu trường nhan sắc tầm cỡ này. Hoàng Thùy có chia sẻ: "Đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, tôi mong muốn đoạt được ngôi vị cao nhất để được một cách chính thức mang hình ảnh, sắc đẹp và trí tuệ của người Việt Nam ra thị trường quốc tế, điều mà tôi đã, đang và sẽ làm. Và tôi mong muốn là hành trình của mình sẽ là niềm cảm hứng cho các bạn trẻ." Và tiếp theo nữa là quán quân của Việt Nam Next Top Model 2013 Mâu Thủy, cũng là thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017. Cô gái sinh năm 1992, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, cao 1m79 với số đo là 84, 63 và 94. Mâu Thủy đã gia nhập làm mốt Việt khá sớm, nhưng mà khi đạt được danh hiệu quán quân của Việt Nam Next Top Model 2013 thì mới được mọi người biết đến. Mâu Thủy mang một vẻ đẹp hiện đại, đôi mắt sâu cuốn hút với thân hình nóng bỏng, và cô được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng của chương trình Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Vì xin tiền không được nên một thanh niên là cháu đích tôn của một dòng họ đã chọn cách là đập phá mồ mả của tổ tiên để dằn mặt và đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Theo thông tin ban đầu thì vào ngày 10 tháng 6, sau khi nghe người thân từ bên Mỹ gọi về báo tin là mồ mả của ông bà ở Nghĩa Trang Xá Châu thuộc tổ 13 thị trấn Hà Lam đã bị đập phá, thì ông A, 67 tuổi, trú tại thị trấn Hà Lam đã chạy ra xem thì tá hỏa phát hiện ra bia đá và bia mộ của cha ông đã bị đập phá ngổn ngang. Và theo như ông thì người thực hiện hành vi này không ai khác chính là N, sinh năm 1991, trú tại thị trấn Hà Lam. Quá uất ức với hành vi của N nên ông A đã làm đơn gửi lên công an huyện Thăng Bình, và sau khi nhận đơn thì công an huyện Thăng Bình đã tiến hành xác minh ban đầu và nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự. Vào ngày 8 tháng 8 vừa qua thì cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án này. Và trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra thì đến ngày 20 tháng 8, nam thanh niên này lại tiếp tục đập phá mồ mả của mẹ ông A. Và theo như ông A thì N chính là cháu đích tôn của dòng họ, mồ côi cha từ khi 11 tuổi, sau đó sống cùng mẹ và ông bà nội tại thị trấn Hà Lam. Theo những người thân ở bên Mỹ thì nguồn cơn khiến cho N đã đập phá mồ mả tổ tiên là do N hỏi xin tiền của ông bà nội và cô chú để mua
nhà nhưng không được đáp ứng nên anh ta đã có hành động đập phá mồ mả để dằn mặt. Và hiện tại thì cơ quan công an huyện Thăng Bình đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc này. Một trong hai bộ phim truyền hình hot nhất trong thời gian vừa qua đó chính là Người Phán Xử đã khép lại với tập cuối được phát sóng vào tối ngày hôm qua ngày 31 tháng 8. Và sau một hành trình gây bão thì tập cuối của bộ phim lại được đánh giá là thiếu tính nhân văn và khiến cho nhiều người hụt hẫng. Khi Người Phán Xử lên sóng tập đầu tiên vào ngày 23 tháng 3 trên kênh VTV3 thì rất nhiều khán giả đã bình luận rằng lâu lắm rồi mới có một bộ phim truyền hình đáng xem như vậy. Và những tập sau đó thì bộ phim về tâm lý tội phạm đầu tiên của màn ảnh Việt đã nhận được sự ca ngợi hết lời của truyền thông về kịch bản, diễn xuất cũng như là kỹ thuật làm phim. Trái với những hành trình gây bão trong suốt 46 tập vừa qua thì tập cuối cùng của Người Phán Xử lại nhận được sự chỉ trích dữ dội từ khán giả truyền hình. Nhiều người cho rằng kịch bản của tập cuối gây thất vọng cho khán giả, một cái kết khá là nhạt nhẽo và không hợp lý. Cái kết với nhiều tình tiết đau thương là cần thiết để đẩy được cảm xúc của người xem ở tập cuối. Tuy nhiên thì cái kết lại thiếu tính nhân văn và nhiều cảnh không hợp lý, diễn xuất thì có sự chênh lệch. Tóm lại thì Người Phán Xử đã kết thúc hành trình gây bão màn ảnh trong tranh cãi, và để nhận được những phản hồi và chỉ trích như vậy thì chứng tỏ là bộ phim này đã được đón nhận một cách nồng nhiệt và đạt kỷ lục rating cao nhất trong lịch sử phim truyền hình trong thời gian vừa qua. Và đó là những thông tin nổi bật có trong ngày hôm nay, ngày 31 tháng 8. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn sẽ có những ngày nghỉ thật vui vẻ bên gia đình. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối thứ 2.